Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Vlog Sữa Bột Tốt. Như chúng ta cũng đã biết, sữa là thực phẩm bổ sung hàng ngày và không thể thiếu trong mỗi gia đình. Bởi vì sử dụng sữa hàng ngày thì sẽ giúp cung cấp năng lượng, này, hàm lượng vitamin và khoáng chất thiết yếu để giúp cơ thể của mỗi thành viên trong gia đình luôn khỏe mạnh, này, học tập và làm việc hiệu quả. Ông bà sống vui sống khỏe mỗi ngày, đúng không ạ? Và một dòng sản phẩm đang được rất nhiều gia đình lựa chọn và sử dụng đó chính là sữa Kenny, nhập khẩu 100% từ Hà Lan và với cái hương vị thơm ngon mát lành, đặc biệt là cả gia đình mình đều có thể sử dụng chung được đấy ạ. Và để sản phẩm đem lại được cái hiệu quả tốt nhất thì chúng ta cần phải sử dụng đúng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất. Và đó cũng chính là lý do mà hôm nay Sữa Bột Tốt sẽ làm cái vlog này để hướng dẫn chi tiết cho cả nhà mình cách sử dụng sữa Kenny một cách chính xác. Và mọi người hãy cùng theo dõi nhé. Trước khi pha sữa thì chúng ta hãy rửa tay thật sạch này và chuẩn bị một bình nước đun sôi và để nguội khoảng 40 độ C. Một cái ly đã được tiệt trùng sạch sẽ và có chia vạch như thế này thì rất là dễ dàng để chúng ta có thể đo được lượng ml một cách chính xác nhất. Và khi mua sữa tại Sữa Bột Tốt thì chúng ta đều được tặng kèm một cái ly rất là xinh xắn, đáng yêu như này đấy ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở hộp sữa Kenny này ra để xem là cái hạt sữa bên trong nó như thế nào cả nhà nhé. Do sữa Kenny được nhập khẩu 100% từ Hà Lan nên chúng ta thấy là ở phần phía trên nắp hộp và cả trong nắp hộp ý, đều sẽ có phần tem phụ được in bằng tiếng Việt, sẽ có đầy đủ hết thông tin của nhà nhập khẩu này, nhà sản xuất và hướng dẫn sử dụng chi tiết cách pha. Bây giờ thì mình sẽ mở cái lớp thiết này ra nhé. Hộp sữa vừa mới mở ra thì em đã ngửi thấy hương thơm nhẹ nhẹ rồi. Đó, và như cả nhà thấy là hạt sữa này rất là tơi và mịn luôn, đúng không ạ? Em sẽ quay gần hơn một chút để cho cả nhà có thể nhìn thấy kỹ hơn nhé. Thì theo như tính toán của nhà sản xuất, lượng sử dụng vừa đủ cho mỗi bữa ăn phụ sẽ là 3 muỗng gạt ngang pha với 220ml nước. Thì bây giờ em sẽ đổ 220ml nước vào. Cả nhà nhớ là khoảng 40 độ C sẽ là nhiệt độ lý tưởng nhất nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ múc 3 muỗng gạt ngang. 1 2 3 Sau khi lấy sữa xong thì mọi người nhớ là đậy chặt lắp bình sữa lại để bảo quản sữa nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng thìa để khuấy đều sữa lên để giúp sữa tan hết được hoàn toàn ở trong nước. Và cả nhà cũng lưu ý giúp em là đối với trẻ biếng ăn ấy, hay là chậm lớn hoặc là người gầy, người ốm, suy kiệt thì cách pha sẽ là 3 thìa sữa Kenny gạt ngang với 120ml nước ấm. Đó. Sữa đã tan hết rồi này cả nhà. Sữa rất là dễ tan luôn, đúng không ạ? Và thành phẩm sau khi pha ra được sẽ là 240ml sữa cả nhà nhé. Và sữa pha xong ấy, thì chúng ta nên dùng luôn để đảm bảo là vừa ấm bụng này, lại vừa ngon miệng, phải không ạ? Bây giờ thì em sẽ uống thử xem cái hương vị sữa nó như thế nào cả nhà nhé. Theo cảm nhận của em thì sữa có hương vị thanh mát, thơm ngon, vị sữa tươi rất là tự nhiên luôn và cực kỳ dễ uống, đảm bảo cả nhà mình sẽ thích mê luôn đấy ạ. Và theo như khuyến cáo của nhà sản xuất ý, thì chúng ta sử dụng từ 2 cho đến 3 ly sữa Kenny mỗi ngày sau mỗi bữa ăn này hoặc trước khi đi ngủ từ 1 cho đến 1 tiếng rưỡi. Và khi mà dùng xong thì chúng ta nhớ là bảo quản tại nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp để không bị làm ảnh hưởng đến chất lượng sữa cả nhà nhé. Như vậy là em đã vừa hướng dẫn chi tiết cho cả nhà mình cách sử dụng sữa Kenny theo đúng với cái tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra để đạt được cái hiệu quả tốt nhất đấy ạ. Sản phẩm thì đáp ứng nhu cầu về năng lượng ở mọi lứa tuổi, đặc biệt rất là tốt cho trẻ em này, người già, người mới ốm dậy sau phẫu thuật hoặc là những người có sức khỏe suy kiệt để giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho cả gia đình mình. Chúng ta nhớ là sử dụng sữa Kenny mỗi ngày để giúp cho cả nhà mình lúc nào cũng trong trạng thái luôn khỏe mạnh này và tràn đầy năng lượng nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những vlog tiếp theo.